Trong tuần qua, tình hình thời tiết có nhiều thay đổi đã tạo điều kiện cho các đối tượng sâu bệnh trên lúa tăng nhanh. Theo số liệu điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thì trong tuần qua, tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa đông xuân 2022-2023 là gần 8.000 ha, tăng 2.908 ha so với tuần trước. Các đối tượng dịch hại tăng bao gồm bệnh đạo ôn lá diện tích nhiễm 4.688 ha, tăng 2.199 ha so với tuần trước, tỷ lệ 5-20%, cấp bệnh 1-5. Sâu cuốn lá diện tích nhiễm là 750 ha, tăng 500 ha so với tuần trước, mật số 25-30 con trên 1 mét vuông, tuổi sâu từ 1-3. Rầy nâu diện tích nhiễm là 708 ha, tăng 708 ha so với tuần trước, chủ yếu nhiễm nhẹ, mật số 1.000-1.500 con 1 mét vuông, tuổi đầy từ 1-2. Ngoài ra, các đối tượng gây hại như chuột, sâu, đục thân, rầy phấn trắng, mũi hành, ốc bưu vàng xuất hiện và gây hại ở mức rải rác đến nhẹ, không ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa. Gia đình anh Danh Thành ở khu phố Minh Lạc, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành có hơn 10 hectare lúa đông xuân. Hiện nay lúa đang giai đoạn làm đồng. Sau khi thăm đồng phát hiện có rầy rải rác, anh Thành hết sức lo lắng. Mình quan tâm nhất là cận Tết có mấy con gầy nâu là nó ưa bị sau qua Tết là ưa bị cháy gầy đó, thì yêu cầu bên công ty Sinta có giải pháp nào để mà ngừa các con gầy nâu được hiệu quả nhất trong trước Tết này và sau Tết để bà con yên tâm để ăn Tết. Trước Tết thường hay có cái đợt gầy nâu tấn công và gây hại. Nếu mà bà con mình chủ quan, mình không phòng trừ kịp thời thì dẫn đến khi mà bà con mình lo ăn Tết á, thì gầy bắt đầu nó phát triển và nó làm cho hiện tượng cháy gầy diễn ra khắp nơi. Do đó thì đối với con gầy nâu thì bà con mình nên chủ động phòng trừ một cách hiệu quả bằng cách là bà con mình đi ra thăm đồng thường xuyên hoặc là quan sát những cái lứa gầy di trú. Khi mà bà con mình thăm đồng vô dỗ trong cây lúa đó và thấy xuất hiện gầy cám khoảng tầm tuổi 1 tuổi 2 hoặc là trên ruộng mình có gầy thì bà con mình có thể tác động cái biện pháp hóa học. Thì đối với công ty Sinta hiện nay để quản lý gầy nâu một cách hiệu quả từ cái giai đoạn lúa đẻ nhánh cho đến đồng và đến trước chỗ thì có sản phẩm là Becena 106SC dạng chai. Và hiện nay trên thị trường đối với dạng chai, đây là cái mẫu chai độc quyền của công ty Syngenta và chúng tôi có hai nhà phân phối, đó chính là công ty Adama phân phối dạng mẫu chai nắp màu tím và công ty VFC phân phối dạng mẫu chai Becena nắp màu xanh lá cây. Thì đối với sản phẩm Becena 106SC, đây là một cái sản phẩm duy nhất trên thị trường hiện nay có cơ chế tác động lên cái kênh nicotinacetylcholine. Đây là một cái, nó có tác dụng là ức chế cái việc mà hấp thụ natri làm cho con rầy nó bị bất hoạt cũng như là nó ngừng hoạt động và sẽ chết sau khoảng thời gian là 30 phút phun thuốc. Và đặc biệt là sản phẩm có thời gian lưu dẫn kéo dài đến khoảng 3 tuần và quản lý luôn cả một cái lứa rầy. Thì sản phẩm Becena này bà con mình sẽ sử dụng với cái liều lượng là 0,25 lít trên 1 hecta. Chúc bà con mình sẽ quản lý rầy nâu một cách hiệu quả để an tâm ăn Tết. Kính chúc quý bà con có một cái năm mới 2023 mừng xuân quý mão, một năm mới làm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc và quản lý các dịch hại trên đồng ruộng một cách hiệu quả nhất để nâng cao năng suất cũng như là thu nhập cho bà con. Căn cứ vào diễn biến thời tiết, giai đoạn sinh trưởng và tình hình phát sinh phát triển các đối tượng dịch hại trên đồng ruộng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật dự báo trong thời gian tới, khả năng mũi hành rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt sẽ tiếp tục phát triển. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện thành phố chỉ đạo bà con nông dân tăng cường thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện dịch hại và có biện pháp phòng trị kịp thời hiệu quả.